Đi đi chị em đi vô đây, vô đây Đi đi. đi Tạm đi ơn. đi 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 Chưa tìm thấy chỗ nào mà có nhiều vàng với đá hết. Cần nhiều để mình làm nhà nữa. Nhảy vào, nhảy vào. Còn một thế giới khác. Chỗ này. Con mộ không luôn, mình đào được không, đào mộ được không? Được được, giờ lấy xẻng lên. Cái xẻng gì đâu rồi? Cái gì đây? Ở đây. Ê, ghi hay quá. Cái đó là cái gì vậy? Đồng tiền mà. Ô cái gì đây nè? Lưu gem, cái cục kim cương xanh nè. À chị đào rồi. Ô mấy cái mộ này đào vô à. Chị đào vô đi cho. Cái gì đó? Cô ma. Ủa. What the fuck? Đào ra là ra ma luôn rồi. À còn mộ kìa, còn mộ kìa. Ủa đánh ma được không? Quýnh được, quýnh được. Nó đang với chị đang quýnh chị đó. Quýnh. Ê, nó quýnh em kìa. Ô, đá này, đá này, đá này. Ủa, quýnh ma rồi, ma có chết không? Quýnh ma rồi, ma có chết không? Có, mệt, mệt chết rồi. Lượm đá kìa, lượm đá đi. Dứa hả? Ô, vàng đi, vàng đi, vàng đi. Hay quá, hay quá. Teo, 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 teo. Còn vàng dưới này nữa nè. Úi kìa, mấy nước đá kìa, nước đá kìa. Mình tới chỗ có nhiều vàng rồi. Ừ, nhưng mà giảm não. Tại hồi nãy hồi nãy mà đào chúng giống con ma kìa. Đi nó dí cho mình giảm não. Oh my god. Hồi nãy em đập ma mấy cái giờ gần hết não rồi. Mấy con ma dí cho mình kìa. Cái Buffalo Wood là cái lông nhím đúng không ta? Cái này nè, để chụp ra cho. Đó. Cái chỗ để mình lấy bét chỗ này nè. Cái này nè, lấy không? Cái này lấy không? Cái đó giữ lại đi, để hồi nữa làm đồ cho mùa đông á. Đây nè, chị đứng ở đây đi. Ừ. Thấy cái phần crystal ở dưới cái nón á, ở góc bên trái á. Có mấy bét đó. Không. À có dị thương nha. Crystal. Đó. Ừ. Muốn có bét mèo thì phải có một cái đuôi mèo với lại cái gì đó. Ô hồi nãy chị đưa cái mèo rồi. Stick. Cái đó để hồi nữa chị em về nhà làm đi, xong rồi chị bỏ bét con mèo chắc theo đi chơi. Ôi, thiên thạch rơi kìa. Em đâu rồi? À mấy ô. Ôi. Ô. Ủa đi trong cái đường này mới bị rơi á. Đúng không? Đi ra đi em. Nó chân chết bây giờ. Nước đá kìa. Lấy nước đá về nấu. Wow. Ở trong này không có hoa. Sao lượm hoa đây? Mấy con ma nó ám cho mình kìa. Đập một xíu nữa chị em đi về nhà ngủ. Ủa mấy cái kia mà giảm hết là mình chết đúng không? Mình giảm não là mấy ma nó dí mình hoài luôn, không được. Ờ. Ôi trời, tối, 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 tối. Mình giảm cái cơm thai đó. Ơ cái what the fuck, cái gì dài dài vậy? Ừ ghê quá. Cái gì vậy nè? Chị lượm tí nữa chị đi đường, chị lượm hai quả cho em nha. Để nấu nó ra thôi. Chị có 30 berry mà thôi. Chị có con gấu nè. Pony. Rồi, sáng này sắp hết rồi. Chính không tạm được. Ma nhiều quá. Ma nó dí kìa. Quýnh kìa, nó quýnh chị kìa. Là chị chết đúng không? Ôi. Ây da, nó quýnh em kìa quá. Chạy đi chị quýnh em vào kìa. Ây da. Chạy đi, chạy đi, chạy đi em, chạy đi. Tại vì giờ ma nó dưới. Đi, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây.
Cho sáng lại lên, cho sáng. Cái gì vậy? Cho sáng lại lên, cho sáng lại lên. Đi về, đi về cho mày. Về cho mày. Về đi lượm hoa, giảm não ơi, tụt não ơi. Não tụt, não tụt, não tụt. Nó sắp tụt rồi kìa. Lạnh. Chị bị lạnh. What? Lạnh cơ? Giờ sao? Con ma nó thì gì đó chị kìa. Chạy về nhà đi nha. Chị chạy tới cái chỗ hàm răng đi rồi em làm cái đồ ngủ cái liền. Con ma nó gì đó chị á. Tại vì não giảm thôi. Nó chị chết rồi kìa. Đi vô. Đây này, ôi sinh nè, đây, nhảy qua đi. Thôi, chạy vô đây. Tôi là tỉnh dậy rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ quay trở về. Chị qua đó, chị lấy đồ đi, từ từ em chạy. Ok. Em làm cái giường để ngủ gấp. Ừ. Tụi nó đang đánh nhau kìa. Mình phải đứng bên cạnh để lấy thịt chứ. Điểm thú như vậy đó. Có ba cái chân luôn á. Có ba chân cốc nè. Sao chị cứ bị lạnh hoài vậy? Nhà mình đâu? Ở đây nhà mình đây nè. Chị bị lạnh rồi giờ sao? Trời ơi, xin đập cái nhà giờ. Kích vô không được. Giờ sao vô nhà? Em đổi lửa lên nha em. Xíu, từ từ, để em đi đào. Nè, chị bị, mà sao chị bị chết hoài vậy? Freezing là sao? Bị lạnh. Thì đó, bị lạnh nè. Mà tự nhiên có phải mùa đông đâu mà bị lạnh trời. Nước đá tiếp rồi. Ôi như chị nhiều quá rồi. À, gì vậy? Hình như cầm cầm đá trong người mình là nó hay bị lạnh lắm. Hờ. Dạ. Vậy thôi giục đi. Bị lạnh rồi nè, giục đi. Giục đi. Hèn gì chị bị chết vì lạnh đâu, đúng rồi. Đậu năm nó chứ. đóng đá trong người mà không bị lạnh. Chị ô đúng nhiều luôn. Lên vàng kia, vàng kia, vàng đi. Sao vậy? Thanh niên thấy vàng đi lơ luôn. Hai cục. Đấy. Hai cục. Chua. Yeah. Mùa đông rồi đúng không? Mùa đông rồi. Trời màu xanh rồi. Giờ mình về mình chế đồ đi. Quên mang giờ theo chị... cái ấy ta, để qua bên này chế bếp. Chị em đi săn bò gấp. Săn bò lấy lông mình, hả? Mình mới có đồ dự ấm được. Hình như là chị có một cái lông bò nè. Hình như chị có một cái lông bò nè. Đúng không? Cái hồi nãy chị rớt xuống á. Đúng rồi. Ừ. Ok. Mình cần cái lông bò với lại cái sườn bò. Mình đi. Ok. Đi chặt bò. Quá thiệt. Khùng vãi. Đi chặt bò. Dùng từ dãy hả? Thank you.
đi hai đứa mất công luôn. Thì cứ tưởng hồi nãy là bị tụt não xong rồi cái nó mới chết đó, chết vì lạnh rồi các thứ. Ai ngờ hóa ra là do tham nước đá quá, thấy nước đá là cứ ôm vào người làm gì bị lạnh, đúng rồi. Nước đá không chỉ bỏ tủ lạnh nữa, ôm hết cho người. Tại vì đây mình đang ở bên kia mà. Á, à, chỗ trở về chỗ hồi sinh nè. Cái chỗ mà lần đầu tiên mình chơi game á. Ôi, lạc ngồi đâu rồi đó, hay quá vậy. Chứ em đang ở đâu vậy? Ủa, em đi đâu vậy kìa ơi. Ok, ok. Bò là tụi mà mới dí em rồi. Ừ. Bò này. Ô, 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 cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Mấy bị lạnh rồi, bị lạnh rồi, làm đóng lửa, là đóng lửa. Chị lại đóng lửa đi. Đang bị lạnh đúng không? Cái màn hình nó đóng băng đó. Ừ, không, với lại mà có mấy con chim đánh cục á. Cục á? Ồ nè, mấy con chim đánh cục dễ thương quá à. Giết nó được không ta? Em rồi, em qua chỗ chị đi. Lẹ 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 lẹ. Em đang bị lạnh rồi, từ từ. Trời tối rồi chứ. Không, trời. Mấy con chưa trời chiều. Mấy con này nó quạt chưa quá à. Ôi, cái cục con dí em nè. Chim đánh cục á hả? Con này giống chim. Dí xong, xong nó nhảy lên nè. Ồ, hồi nãy nó cũng nhảy lên giống chị vậy. Em giống chị, em giống chị lắm. Mà mấy con này nó đi đâu đó? Không biết, nó đang ngồi. Ngồi chết trò bị. Lẹ. Trời tối được kìa. Cố lên, cố lên. Đây nè. Này thấy không, mấy con chim cục không? Thấy. Rồi, được rồi. Có gì đánh phụ em nhé nha, bấm nút F á, nó để đánh. Nút F hả? Nút F. Ok. Ủa, mình đánh mấy con chim cục được không? Được. Khoan, em hình như 150 á. Cái giáp đó, là những cái mũ nè. Lượm vô. Thôi cái mũ cô te à. Mũ có cánh. Ừ, chị chưa có mở ra đồ luôn á. Có giáp nè. Mấy con chiến cục dễ thương quá à. Ê, đánh. Nó dí em thì đánh giùm em với nha. Đánh, bấm nút F. Đó. Phải. Quýnh một cái, nó chạy, quýnh một cái, không chạy. Ủa, chị đánh nút gì? Không bấm nút F được. Lạnh. Ô kim cương nè đúng không? Đâu, lại đây. Xanh. Lạnh. Ở đây luôn đây, tại vì trời sắp tối luôn rồi. Vậy mình phải hợp đi qua bên cánh đồng kia thôi. Bò lẹ. Chết mẹ chưa, ăn nhầm. Ô, chị sắp chết rồi em ơi. Sắp hết máu rồi. What the fuck, sắp hết máu rồi kìa. Máu còn có 4 giọt. Chết rồi. Sao? Về nhà. Ô, lạnh, what the fuck. Mạnh quá nhớ. Làm cái bài lửa, làm bài lửa. Mạnh hoài đó, con muốn về nhà thôi mà. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Làm thiếu gỗ. Mà đường xa quá. Này đúng là mùa đông thiệt chứ. Em ké lửa. Đi về nhà hồi mọc. Chặt thêm gỗ để làm lửa chứ không tí nữa không làm được. Mới đi ra một có một tí thôi là lạnh rồi. Chết cống rồi. Không có cái áo khó đi đâu. Ô lạnh rồi. Khổ sở vậy. Khổ quá. Nữa kìa. Ai
Đi, 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 đi tiếp đi, 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 đi em đi. Qua đây, đi qua đây. Điện tắt, điện tắt. Ôi, bị lạnh, bị lạnh, bị lạnh. Đang lửa. À, khổ vãi, đi một tí là lạnh, đi một tí là lạnh. Ôi, nhìn tổ quá à. Nó cống đơm kìa. Từ từ nha, chị đang thiếu ba cái cỏ. Cỏ để làm lửa hả? Ừ. Đi, 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 chạy. Chạy đi, chạy đi. Có cỏ đi dọc đường, có cỏ không? Đây nè, cỏ nè. Để cho không bị lạnh á. Cắt cái bãi lửa ra. Ừ, cho tôi thôi chẳng vậy. Lạnh 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 lạnh. Đây đây, nhảy 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 qua nhảy qua. Lạnh 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 lạnh. Thôi chị em khổ quá. Hai đứa đúng khổ luôn. Đi chứ là phải có cái lửa chặt. Không là chỉ cống ăn. Ờ. Giờ thiếu hai cái đi chạy 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 về luôn, tới rồi, tới nhà rồi, tới nhà rồi, tới nhà rồi chứ, tới nhà chứ, đi không vô, có luôn không vô, à tới nhà mình rồi, tới nhà mình rồi, cha bị lạnh rồi, lửa đâu, lửa đâu, đến thế đến đến thế đâu. Máu lên thấp nhờ. Máu lên lần 2222. Nhưng mà hình như chị full là 38 máu rồi à. Không có lên được nữa. Bao nhiêu máu? 38. Có gì ta? Kìa kìa kìa, nó đã cướp lửa kìa.